Mấy anh em đang vận chuyển những cây sàn này, mấy nữa là chở xi măng lên thì sẽ bọc lại những cái xi đó, che lại. Đang vận chuyển từ chỗ cũ lên nhá. Dâu à? À. Cần hóa chỉ tập bao đâu? Tập bao? Đi chợ được. Cứ cho anh em nghỉ một hôm đã. Xin chào tất cả cô bác anh chị, chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì bảy anh em siêu nhân thì đã đổ hết những cái bao xi măng rồi. Tiếp theo cái công việc của ngày hôm nay thì mấy anh em là đang dọn dẹp lại những thanh xà với những thanh cốt pha và những tấm bạt để gấp lại cho nó gọn. Sau đó là chờ xi măng lên thì mấy anh em lại tiếp tục vận chuyển xi măng. Và trong cái buổi trưa hôm nay thì Mỹ Linh sẽ ở lại chỗ đỉnh Hấu Chua này cùng nấu cơm với cả bảy anh em siêu nhân và ăn bữa cơm cùng với mấy anh em. Hiện giờ thì Lử đang đi xuống dưới chân núi để mua đồ ăn rồi. Đây, sáng nay thì mấy anh em đã đổ được như thế này nhá các bác. Mấy anh em rất vui khi đã đổ được đến cái khu làng của mấy anh em là đang ở đây. Cái niềm vui đầu tiên là nó đã đến trước đoạn đường thì nó đã đến nhà của anh Sa với anh Vừ rồi. Và bây giờ là đến nhà bác Trơ, mấy nữa là sẽ đến nhà anh Pó, bác Sò, bác Xính, sau đó là sẽ đến nhà anh Xính và những cái hộ dân mà người ta đi làm thuê chưa về ấy. Đấy, mấy cái đấy gấp gọn lại. Chắc là không mưa, không cần che đâu. Trời, chắc khả năng chiều tối mưa được. Đúng rồi. Đây, mấy anh em đang gấp lại những mét bạt đợt nọ đã mua về để che đường. Mấy nữa xong hết đường là mình tổng kết là đi dọn lại vệ sinh đường cho nó sạch sẽ tí nhờ. Thôi hết xi rồi, cho mọi người nghỉ một hôm cho nó khỏe. Những cây đấy mang sang bên lán hết đúng không? Trên này là view trụ đô ấy các bác. Mấy nữa mà có những cái đoàn khách mọi người muốn là trải nghiệm mà lên cùng với dân bản thì mọi người có thể lên đây và liên hệ qua Mỹ Linh cho mọi người đi vào trong nhà của bảy anh em siêu nhân đây, trải nghiệm mà ăn cơm cùng với dân bản và những cái hoạt động khác. Bây giờ bắt đầu khênh những cái ống phi đi sang phía bên lán trại để tập kết bên đó. Xong chở xi xong là mấy anh em sẽ bắt đầu là tiến hành là lại tiếp tục đổ đường. Có được không? Một lần hai cái hay ba cái? Hai cái được. Anh em mà vận chuyển xong hết là chờ nấu cơm nữa, ăn cơm trưa xong chiều cho anh em nghỉ. À,
Trong cái thời gian vừa qua thì ông rất là cảm ơn quý nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng đã ủng hộ những bao xi, những số tiền về cho 7 anh em siêu nhân đây. Thay mặt 7 anh em siêu nhân, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cô bác rất là nhiều. Chúc quý cô bác luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Cắm cơm chưa bác Sò? Hả? Cắm cơm chưa? Bác chơi bác xin cắm cơm chưa? Anh đang nấu hả? Đang nấu à? Ừ, bảo cắm cơm trước đi. Không, lười đi mua thức ăn về nữa. Làm cho anh em ăn trưa thôi. Sẽ tập kết ở gần chỗ lán trại của mấy anh em đang ở đây. Lý thứ nào? Ơ chị ạ, của chị. Chị cha. Chị cay phải không? Thử xem khỏe không? Ngại à? Đấy, bác chơi cắm cơm đi. Cắm chưa? Lúc rồi. Ừ. Nấu ăn trưa đâu. Bây giờ cũng 10 giờ. Lý ở bên nhà rau không? Nhặt hộ bác Xính với bác chơi đi nhờ. Lên đây suốt ngày ăn rau bí thôi nhờ. Mùa này kiểu đang mùa rau bí nhiều ấy các bác. Hai bác đang nhặt rau bí đây. Đang hứng nước à anh Xính? Dạ. À. Nước ở đây này rất thành tay. Đúng rồi, hứng vào đây mọi người rửa chân tay vừa làm xong ấy. Bác Xính đang rửa bát nhá các bác. Cho anh chú ăn tối gì mà? Chua cho anh... Hả? Mình tối gì? Cho tôi là... Tôi tối rồi muốn nông chua à? Cho quả chân tối rồi... Đu kìa. Chua là tàn hả? Đu nhưng mà cho anh tối gì à? Chả là kì ơ... Cho nhiều cái dầu rửa lên tí. Nước rửa ấy. Khâm phục bác Xính này các bác, tuổi cao nhưng làm việc khỏe lắm. Lị gì tao à bác Xính? Lị chưa? Lị à. À, không mệt à? Bác Xính bảo không mệt. Bác Xính bảo bây giờ mà có xì nó làm tiếp luôn, làm ngày nào cũng làm. Ừ. Đấy, mang đồ ăn vào đây cất đi. Xong cùng mấy anh em làm luôn. Đang chế cái vòi rửa xe à? Đây giờ. Được đấy nhờ. Lực mạnh đấy. Anh xà thánh chế rồi, cái gì cũng biết chế. Xem có ra không? Biết thiết kế đấy. Rửa đi trên xuống à, tí đất nó lại đây. Đấy, lại đến là anh có rửa xe luôn nhờ. Rửa cho sạch đúng không? Xe mấy ngày nay bẩn hết rồi. Đây, mọi người đang tấp nập nấu cơm đây các bác. Hôm nay thì Mỹ Linh cũng đứng phụ thôi.
Tại vì trong cái buổi sáng này mấy anh em đã nghỉ sớm rồi, thì hôm nay cho mấy anh em là vào bếp. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mấy anh em sẽ ăn bữa gà với cả cá. Cá thì mua tạm cá ở dưới chân núi kia, có cái quán tạp hóa nó bán là cá chim. Cái gì ấy? À, thế cho lên cho nó thơm à? Mọi người cho lên một ít xả lên cá cho nó thơm các bác, tí rán cá lên. Cá thì anh Xí này không ăn được, thế nên mình Linh mới phải mua gà. Cho vào bụng đúng không? Thơm ấy. Có tẩm to cho nên nó tẩm mình chín. Cho mấy anh em tự làm những món mà mấy anh em thích ăn. Hôm mình chín vừa rồi. Chín ngọt quá. Thế làm sao mà nó thơm lên được cái thịt được? Bữa trưa của mình siêu nhân nhá. Thế là cảm ơn các cô bác đã gửi tiền hỗ trợ tiền ăn cho bảy anh em siêu nhân ở trên đỉnh Hấu Chua. Ô, giờ nó cho mình tiền đó. Nhịp chính. Ăn rán lên là thơm. Bên kia anh nhà vừa đang làm nốt con kia. Cái đấy là cho xả với cái gì vào đấy anh vừa? Lá lốt à? À. Đấy, cho nó thấm đều đều một tí là được. Cho hai con lên luôn này, một con trước. Thôi mọi người ngồi đợi tí nha bác sò nhá. Thế đẩy con kia lên. Cái xẻng rồi. Nó chỉ cần đây là phát rồi được. Anh Xính đang ở bên kia làm gà đúng không? Sớm à? May là mình làm xong rồi đấy nhở? Lần luôn, lần luôn. Quá tuyệt vời luôn. Ngon không Lì? Cá bạc à? Hả? Cá bạc à? Cháu tên là gì? Tên là Lì. Cháu tên là Lì. Nhà Mỹ Lì. Nhà Mỹ Lì. Vua Lì Đòn. Ôi mưa mưa mưa, bảo mấy anh em chơi đường đi. Các cái đấy lấy một tấm bạt che là được. Bên kia có rồi đúng không? Tứ dưng mưa các bác. Trời đang nắng đẹp. Thế nên là Minh Linh bảo thời tiết ở trên vùng cao này rất là khó đoán. Đấy, kéo cái tấm bạt đấy là được.
Chắc một tấm kia được á. Tấm kia dài mà đúng chơi vàng hoặc không là mưa vào nó sẽ hiện những cái lỗ lỗ nhỏ nhỏ anh các bác, hỏng hết đường. Đấy, che lên cái đoạn lúc nãy vừa đổ ấy. Cứ kéo, lửa. Cho tao anh xem. Đấy, kéo đi, kéo ra. Xong lấy đá chèn vào. Đoạn này không lấy thêm một tí về nữa. Đấy, mưa xuống thì nó bắt đầu hiện những cái lỗ này. Đi vào trong nhà đi Lý ơi, mưa quá. Đi, nhanh lên. Ơi, cẩn thận ngã. Để cho các bác các chú làm thôi. Nhanh lên, mưa lắm rồi. Sắp đi học rồi đấy nhờ. Mưa quá, cứ nhấc máy rồi. Được chưa bác sò? Được chứ. À, bằng gương rồi các bác. Ôi lâu lâu đổi món tí nhỉ? Yeah. Anh em ăn tạm tại vì hôm nay là và không kịp mà mua đồ ăn. Mưa quá mọi người về trú mưa đây. Gà anh xính đi ăn luộc hay chặt đấy? Xào đấy gì? Đấy, anh em lên ngồi nghỉ trú mưa thôi. Bác xính mệt quá là nằm xuống đấy. Vừa qua các bạn. Đấy để đây luôn, xong tí chặt lên đây. Bác sò cất cái nước này vào trong. Đấy lúc nãy mưa âm u, bây giờ này lại bắt đầu là mưa nắng rồi các bác. Trời lại bắt đầu nắng lên. Mấy anh em vẫn đang tất bật là nấu cơm. Người nấu người chờ. Mưa quá. Bác xính dậy à? Đi cá thương có bác xính. Không ngủ được. Vợ con đang ở nhà bác sò. Vợ con bây giờ đang ở nhà đúng không? Bác con đang chuẩn bị đi học rồi. Tầm 15 ngày nữa thôi nó bắt đầu đi học rồi. 15 ngày đó. Con ấy nghỉ học thì nó đi đẹp. Cho đi học thôi. Đi tìm với chữ. Đợi khi nào điểm trường ấy mở thì học gần nhà rồi. Thấy cảnh hậu trường nấu cơm. Sau rồi, ngồi rau bí. Đo đùng rồi. Cá hết được á. Cá cho nhỏ lửa lại đấy rồi. Mì ấy dọn ăn cơm thôi nhỉ. Được đấy, xào thịt gà nữa là được. Ấy trời lại tạnh mưa rồi. Mưa này thất thường quá nhỉ bác sò nhỉ. Đấy, lại sấm rồi.
Con né mà. Qua từ chứ. Sao tối ngủ đây nhớ vợ quá. Tao lại thì tao ấy tối ngủ đây nhớ vợ quá. Uống thêm đi, vẫn còn thừa canh thôi. Dạ, ăn xong lại múc tiếp. Thế nên được. Lửa trắng bát à? Lửa bẩn hết bát rồi. À. Để lúc mới bé nhỏ rồi. Đúng rồi, cho lên cái lá đi ăn cho nó. Thật nhá. Rơi là mất ăn rồi đó. Múc cơm đi bác sói. Lấy một cái chậu múc cơm. Nào đi lọt con số rồi nè. Ra đi chứ. Sắp được rồi. Giờ sắp được Hey, múc cơm ấy. Cơm có đủ không ấy? Đủ. Đủ cái gì? Đủ rồi. Gà của anh xính được chưa? Được rồi. Ừ. Ăn cả nó. Ăn xong anh em về tắm rửa thôi. Gà được đấy. Vào đi bác sói. Vào đi. Vào vị trí ẩm đất đi. Ăn đi, ăn trưa đi. Đi kể cho cô rõ nào. Đấy, ngồi dịch dịch vào. Đây nước ngọt đây. Anh em ai uống nước thì không khí ăn xong uống sau cũng được. Không khí ăn sau uống sau cũng được. Cho vào. Vào đi xin nhé. Vào đi. Vào vị trí ẩm nấp đi. Lửa vào luôn đi. Vào vị trí ẩm nấp đi. Mấy anh em là cứ tìm là chỗ nào ngồi thoải mái nhất ăn cơm là được. Đấy, chia đũa đi. Anh em chia đũa đi. Cứ ngồi đợi nhau làm gì. Thế ai uống nước ngọt thì tự đổ. Đấy, cho cái nồi ra chỗ khác đi. Ngồi nó rộng rãi. Anh em ăn cơm đi.
Chiến đi. Chiến đi, mai tiếp tục. Mai xem thời tiết, nếu mà không mưa thì trời xi. Không, trời mưa lắm. Xe ô tô nó không vào được ấy các bác. Thôi, ăn đi. Đấy, có rót đủ nước không? Rô một cái. Cho anh em nhiệt tình. Alo ạ? Vâng, vâng ạ. Gọi cháu. Vâng, 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 cháu cảm ơn bác ạ. Ừ. À, bác xem video của con ấy từ đầu mà con mới thắng ấy là ok đấy nhá. Vâng, vâng, cháu cảm ơn bác nhiều nhá. Ừ, nhưng mà bác nói đây này. Vâng ạ. Có một việc bác không đồng ý là... Vâng, 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 cháu cảm ơn bác ạ. Vâng. Vâng, vâng. Vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng, cháu cảm ơn bác. Vâng, tí tí nữa cháu gọi lại cho bác nhé, cháu đang ăn cơm cùng với mấy anh em đây. Vâng, vâng, vâng. Vâng, thay mặt mấy anh em chúc bác sức khỏe ạ. Vâng, cảm ơn. Vâng, vâng. Thôi anh em ăn cơm đi nhờ. Đấy, lúc đấy vừa có một bác hỏi thăm sức khỏe mấy anh em siêu nhân. Thôi ăn cơm đi. Nước đủ chưa? Nước ngọt đủ chưa? Đủ rồi. Rót đủ đi cho anh em rót một cái nào. Nào rô một cái cho nó anh em tinh thần phấn khởi. Xong hết xi rồi. Anh xí rồi. Anh xí rồi. Đấy đúng rồi nhá. Đủ chưa, đủ chưa. Anh vừa à, anh vừa à. Ở đâu nào, rô nào. Rô một phát nào. Nào, nào, nào. 1, 2, 3. Chỉ thua, chỉ không đủ à? Đủ mấy anh em uống trước. Thế thì mấy anh em cứ uống đi nhá. Ăn đi, ăn đi. Nó bỏ đi. Ăn trước đi, ăn trước đi. Uống ít thôi, uống ít tí không ăn được cơm. Thôi mời các bác cùng với ở Mỹ Linh cùng với cả mấy anh em siêu nhân này ăn cơm trên đỉnh Hấu Chua. Bữa cơm trong cái buổi sáng thì mấy anh em đã đổ xi xong hết rồi. Bây giờ thì xi măng đang hết thì bữa cơm trưa ngày hôm nay Mỹ Linh đã nán lại đây để ăn cơm cùng với mấy anh em siêu nhân. Một tinh thần rất là vui vẻ từ mấy anh em. Anh em ăn mạnh nhá. Lúc nãy là nấu ăn xong rồi. Gà với cả cá ấy. Lúc nãy là không đi chợ được. Thôi mời mấy anh em nhá. Mời bác sò nhá. Dạ. Ngon lắm. Ngon lắm à? Ừ. Ô, thử món cá của anh Xính, à anh Vừa ấy mà bác chưa làm nào. Ôi, mời mấy anh em nhá, mấy anh em cứ tự nhiên nhá. Ngon đấy. Ngon nhỉ bác chơi nhỉ, thơm. Rồi. Gà các bác, mời các bác nhé. Anh Chính này không ăn được thì cá nhỉ? Vâng. Ừ. Ăn được hải sản. Sao không ăn được? Từ lúc bé không ăn quen à? Vâng. Vì còn quên, không biết cũng ra. Video buổi trưa ngày hôm nay Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ và luôn thành công công việc. Cảm ơn các bác trong thời gian qua đã luôn đồng hành và theo dõi, ủng hộ cho Thảo Mỹ Linh và bảy anh em siêu nhân trên đỉnh Hấu Chua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Để tiện cho mấy anh em ăn cơm thì Mỹ Linh cũng xin kết thúc video tại đây. Đua hết chứ sao dạo.